duyên dáng truyền tay dắt nhau múc mấy vầng trăng đổ đi. Hello VNATV. Hello. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên ban tần 57.3, 16.10 cũng như ban tần 26.9 của chúng tôi. Chúc mừng năm mới! Và kính thưa quý khán giả, chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là chúng ta đã chào đón năm mới. Là mình còn 3 ngày nữa là mình đến giao thừa. Sau đó là ngày thứ 3 đó là chúng ta đang là ngày mùng 1 Tết rồi. Cho nên là ngày hôm nay VNATV tổ chức chương trình Nhịp Sống Radio Sài Gòn để mà gọi là giống như đây là show cuối cùng của năm cũ. Dạ, cuối cùng của năm cũ để mà sắp tới là mình chuẩn bị qua năm mới. Và kính thưa quý vị, chúc cho quý vị sẽ có những ngày cuối năm thật là nhiều niềm vui nha. Dạ, hello chị Thanh Vân. Chào Mỹ Linh và Thanh Vân cũng xin được kính chào quý khán giả hai miền Nam Bắc Cali 57.3, 16.10, Las Vegas 26.9. Xin chúc mừng những ngày cuối và sắp sửa sang năm mới rồi. Xin chúc quý vị có nhiều ngày được thật là vui. Dạ, dạ đúng vậy. Bây giờ thì quý vị mà đến các ngôi chợ đó là chợ nào cũng bận rộn hết. Trời ơi, rồi mua hoa rồi mọi người rồi mà bánh trái rồi đi kêu, trời ơi, rất là bận rộn và không khí Tết dễ sợ lắm. Cho nên là quý vị nhớ đến với cộng đồng của mình diễn hành Tết. Và chúng ta đã có một không khí Tết rất là vui rồi. Thì mình sẽ còn vui hơn nữa khi mà chúng ta cùng tham gia diễn hành Tết với cộng đồng của mình ngày 5 tháng 2 tới đây. Nha quý vị đừng quên, mình đừng sợ là COVID này kia. Dạ không, COVID bây giờ là số người nhiễm mỗi ngày giảm hơn nữa rồi. Và tình hình cũng đang rất là tốt. Quý vị cứ việc mang mask vô rồi mình đi enjoy, nhớ chích mũi booster sẽ không có chuyện gì xảy ra cả nha. Mình nhớ enjoy ngày 5 tháng 2 và quý vị nhớ ủng hộ cho cộng đồng thật là nhiều. Tại bây giờ cảnh sát đòi thêm 50.000 vì lý do COVID họ không có đủ người volunteer, họ phải thuê mướn cảnh sát chuyên nghiệp. Cho nên là bây giờ họ cần thêm 50.000. Mình đã phóng lao phải theo làm. Còn 50.000 nữa quý vị nhớ ủng hộ cho cộng đồng của mình. Mua vé số, đưa tiền bằng bất cứ mọi hình thức để mà quý vị có thể giúp đỡ cho cộng đồng. Cảm ơn cô Chi Phạm đã gửi 100 đô để ủng hộ cho diễn hành Tết của chúng ta khi mà chúng tôi làm live lần vừa rồi để gây quỹ đó. Thì cô đã hứa cho 100 và chúng tôi đã nhận được sắc rồi. Cảm ơn cô Chi rất nhiều. Dạ rồi, bây giờ không để cho quý vị chờ đợi lâu, chúng ta bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay. Và quý vị sẽ ngày hôm nay bốc thăm ra để nhận được một cái hộp sâm nha quý vị nha. Một chai sâm như thế này để cho quý vị uống bổ huyên nè. Dạ rồi, xin mời. Hello. Dạ chào cô. Dạ chào hai cô. Dạ, dạ. Xin hỏi quý danh. Dạ cô Thư. Dạ cô Thư. Cô Thư thì hôm nay mình đối chơi cho vui thôi. Có quà rồi. Ok, dạ. Rồi, câu đối dành cho cô Thư. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. 5 4 3. Hôm nay mặc áo dài đẹp là phải đố câu Tết đầu tiên. 3, 2. Dạ, thua rồi. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Chỉ trong vòng có một câu ca dao thôi mà có thể nói hết được tất cả những gì chúng ta cần có trong ngày Tết. Thấy không? Phải có thịt mỡ dưa hành. Và để mà chúng ta có bánh chưng, bánh tét, có dưa hành. Rồi câu đối đỏ là phải có nè. Rồi có cây nêu, có tràng pháo, có bánh chưng nữa đó. Đầy đủ. Chỉ một câu ca dao thôi nói hết ngày Tết quý vị cần nha. Rồi cảm ơn cô. Mấy cái câu đó nhưng là không có vần thôi. Dạ, yeah, quên mất tiêu. Không có vần điệu, quên mất tiêu rồi. Rồi, câu khác. Cảm ơn cô Thư. Bye bye. Xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Hello, chào cô Thanh Vân. Chào mấy anh chị trong đài với khán giả nhà đài. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ca sĩ Hồng Hồng thì mặc áo vàng đẹp quá. Trời ơi, lâu lắm hả? Phóng đài gọi Mỹ Linh ngoài không được. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn cô Hồng. Bây giờ cô nói chứ cô mà mua ủng hộ với số 5 tờn. Theo quy cần đó, thấy chưa? Cô Hồng, 5 vé dạ, số. Ghi vô liền chị, cô Hồng. 5 vé. Điệp viên 002 của mình. Cứ ghi vô cô Hồng 0002 là em nhớ. Dạ. Dạ. Lại mà Mỹ Linh nha, cô có thấy cái message xin mà mà. Dạ rồi, vé lô tô. Dạ cảm ơn cô, sẽ có luôn nha. Rồi. Dạ đúng, vé số liên lạc với lại chị Thanh Vân nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Hồng. Bây giờ. Dạ rồi, đố vui nha. Câu hỏi dành cho cô nha.
Dạ, qua sông. Qua sông Lũy Đò. Dạ đúng, wow, qua sông Lũy Đò là câu trả lời. Nhanh quá, cơ. Hay quá. Dạ rồi, bye bye. Dạ, xin mời vị khán giả tiếp theo của San Jose, cô Thanh 6859. Chúc mừng năm mới hai cô. Dạ, dạ, chúc mừng cô. Dạ rồi, bây giờ năm mới, năm mới cô có chúc cái gì nè đó? Không lẽ mình chúc mừng năm mới không, đúng không? Bây giờ phải chúc làm sao cho hay nè. Rồi cô. Bất thình lình quên rồi. Bất thình lình không, bối rối không biết chúc mình sao luôn. Dạ rồi, chúc cô năm mới nhiều sức khỏe nè, tấn tài tấn lộc nè, an khang thịnh vượng nha. Đó nè, chúc quá trời chúc luôn, thấy chưa. Chúc hai cô cũng vậy luôn. Dạ, cảm ơn cô Thanh. Rồi, cảm ơn cô Thanh. Câu hỏi dành cho cô Thanh nha. Cá mè. Cá mè. Cá mè một lứa. Đeo cô, rồi. Cá mè một lứa. Cảm ơn đúng. Cô. Dạ. Dạ, bye bye. Dạ, bye cô. Dạ, xin dạ. Chào. Xin mời vị khán giả tiếp theo. Hello. Chào chị. Dạ, chào cô, xin hỏi quý danh. Hello. Dạ. Dạ, Jennifer, chào hai người đẹp. Dạ, vâng, Jennifer. Dạ, rồi, câu hỏi cho chị Jennifer đó là ăn không? Ăn không ngồi rồi. Dạ đúng rồi. Rồi, ăn không ngồi rồi. Dạ, đâu có. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Bye bye. Và đến đây thì Mỹ Linh, Thanh Vân kính mời quý vị giữ băng tầng 57.3 và chúng tôi sẽ chạy một số quảng cáo và trở lại với quý vị trong phần 2. Xin kính chào. Và sau đây xin mời quý khán giả hãy theo dõi hình ảnh các đoàn xe đang chờ đợi để tham gia vào cuộc diễn hành trong buổi sáng ngày hôm nay trên đại lộ Bonsa. Dòng An Giang sông sâu sóng biếc, dòng An Giang cây xanh